Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, là cháu Lực cũng có đọc và rất là nhiều những cái bình luận và những cái phần góp ý của các bác rằng là nên làm một cái khóa cho ba ông cháu. Thì hôm nay cháu Lực lên và cháu Lực cũng trích cái tiền của các em ra là để mua một bộ khóa này, cũng cộng với lại thêm là một cái bản lề để mà mình khó các bác khóa vào các bác. Ngày hôm nay thì thời tiết ở trên cái chỗ mà cháu Lực đang ở các bác thì mưa thì mưa ít thôi, nhưng mà mưa phùn, mưa cả ngày, mưa từ đêm hôm qua tới bây giờ vẫn chưa có tạnh các bác. Còn về cái phần cửa của nhà các em, hiện tại là cháu Lực cũng đã đem ra đến nhà mới rồi, và nghe ra là hôm nay mấy anh em thợ sẽ từ giấy huyện mà lên lắp. Nhưng mà mưa quá thì mấy anh em thợ có điện cho cháu Lực là phải hoán lại thêm một ngày nữa các bác. Từ chỗ là điểm trường vào thì phải nói là đường rất là trơn các bác ạ. Đấy, đi thì những cái bánh xe và những cái gọi là tất cả cái xe thì vừa đi và vừa đẩy thôi các bác. Bùn thì cũng đã dính rất là nhiều rồi. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của ba ông cháu của bác nhé. Đấy, như có đường này thì chỉ có là nắng một chút thì mới lấy được vào các bác. Như bây giờ thì đường khá là trơn rồi các bác. Ở đây thì toàn là đất không thôi, cho nên là rất là trơn các bác. Đấy, cháu Lực đi thì cháu Lực còn phải là đeo ủng nữa. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng được là các bác gửi giày dép cũng như là cho cháu Lực rất là nhiều. Đấy, nhưng mà mưa như này thì cháu Lực không có thể mà đeo giày đi được, tại vì là mình đeo giày đi. Đấy, đeo giày đi chỉ được một buổi thôi. Đấy, đến tối về thì nó lại ướt, thành ra là mình lại giặt hết rồi, cho nên là nó phải tầm độ 3 đến 4 hôm thì nó mới khô được. Cứ thời tiết như này ấy các bác ạ. Đấy, sương mù thì cũng rất là dày đặc các bác. Bây giờ thì hiện tại là chỉ nhìn được độ tầm là 2 mét thôi, giảm đi tầm nhìn khá là nhiều. Giờ này thì có lẽ là cháu Lực sẽ đi chọn con đường và đi xuống nhà của ba ông cháu là phần biên hông ở bên này. Đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là em Sử hình như là cũng ra đào măng rồi cô bác ạ. Ở đây thì có những cái vết mà vết em Sử tiến măng hay sao á. Họ thấy em Sử là thấy xe ở nhà các bác, chắc là em Sử là cũng ở nhà thôi, tại vì là mưa này thì không có thể mà đi đâu được cả. Đấy, cửa tất cả mọi cái hiện tại cháu Lực đang vận chuyển là đến nhà của ba ông cháu hết rồi. Đấy, cũng kèm theo đó là sẽ có cả những cái khung sắt này các bác này, để mà mình để vào phần cửa sổ để cho nó tránh trộm có thể là phá cửa sổ vào các bác. Đấy, cửa thì tất cả mọi cái cháu được lựa chọn là nó màu giả gỗ các bác. Màu giả gỗ thì nó sẽ hơi giống màu phần nền nhà một chút. Phần nền nhà thì nó sẽ là nhạt hơn, còn phần cánh cửa lại cửa sổ mọi cái thì nó sẽ nhạt hơn các bác nhé. Cửa sổ thì hiện tại là cháu Lực cũng đã mang đem lên hết rồi các bác. Cửa tất cả mọi cái bây giờ chỉ cần là mấy anh em thợ đi vào và lắp nữa thôi thì là cũng hoàn thiện bao ngôi nhà rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà mới, nhà cũ một chút cô bác. Ở đây thì hiện tại là trong nhà mới thì vẫn chưa có gì, chưa có đồ đạc gì cả, chỉ có nhà cũ là nhiều thôi. Đấy, cái phần kè này thì ở bên này thì cũng kè đá từ dưới phần chân nó lên hết rồi cô bác, phần bên này ấy. Còn ra phần bên này thì cũng đã kè rồi, nhưng mà do là lấp đất nhiều quá cho nên là nó không hiện thấy cái vết mà kè lên nữa. Đấy, trong thời gian qua thì phải nói là cái phần cửa này cũng hơi chậm chạp một chút thì ấy cũng rất là mong và cho Lực xin được gửi một lời xin lỗi tới Mạnh Thường Quân và khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Lạnh như này thì chắc là ba ông cháu chỉ có ở nhà là sưởi ấm thôi các bác. Ôi,
Hải thì ôi gặp Hải luôn đấy. Hải đi đâu ấy? Lên trên nhà mới à? Lên ở nhà mới để làm gì? Đang ăn gì à? Ơi ăn đã, ăn hết đã. Chắc là đang ăn kẹo rào của bác ạ. Đúng không? Đấy, đang cười cười thôi, ăn hết đi. Ăn hết là xong rồi nói chuyện. Anh Sử thì có ở nhà không? Không được ạ. Anh Sử đi đâu rồi? Không biết ạ. Không biết à? Ừ, về đi học về ạ. À là thế là Hải là cũng vừa đi học về thôi à? Vâng. Ồ thế là lên trên nhà mới là để xem cửa hay là làm gì? Em đi trên nhà mới để xem cửa. Để xem cửa à? Vâng. À. Cháu Hải sẽ kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi. Ồ thế thì một tí nữa lên xem sau nhỉ? Mình đi xuống nhà đã nhá. Vâng. Sợ mất à? Em đi xem rồi ạ. Đi xem rồi à? Thế nhưng mà có sợ mất cửa không? Không sợ đâu nhỉ? Tại vì cái cửa này thôi bác, ở trên thôn trong mặt xá thì ít khi nhà người ta làm bằng cái cửa nhôm như vậy. Nhà nào mà có điều kiện thì người ta mới làm thôi. Đấy, rửa chân đi. Ông có ở nhà không? Có. Có à? Ông đang làm gì đấy? Ông đang bóc ngô ạ. Đang bóc ngô à? Vâng. À. Ông đang bóc ngô của bác. Không biết là ông bóc ngô làm gì. Bóc hóc cái gì nè? Hóc ổ chim mú. Hóc ổ chim mú ra. À, cái này là để mà nghiền ra cho lợn của bác. Ở trời lạnh với lại trời mưa như này thì có ở nhà là làm những công việc ở nhà thôi. Phật tú đây hóc đây chi thảo đây là dê nó. Phật tú đây hóc đây chi thảo đây nó. Đấy, bây giờ vừa rồi cháu được hỏi ông là xem là có làm được cửa không. Hải thì đóng đóng vào cho anh xem nào, xem anh xem thì có thể là làm được chìa khóa không. Vâng. Phải đóng xem nào. Đấy, cửa thì cũng hở rất là nhiều nào, thì cầm lên như này. Đây Hải cầm như này. Đấy, cầm bỏ cái ra cho anh. Xem nào, đấy. Đấy, lấy cái bản lề này mà khóa vào. Ôi, chắc là được thôi nhỉ. Từ đó. Anh. Hả? Chà. Đấy. Nếu mà không cần thì mình đục cái này này, xong rồi tí lấy chìa khóa vào. À, ở đây thì chắc là cũng khoan vào được các bác này. Được nhìn thấy là có một cái vết hay ở đây không thì một tí dùng hai cái thanh thép ly để mà buộc vào đây. Xong rồi dùng chìa khóa để mà khóa vào thì là cũng được rồi. Đây vừa rồi cháu được có mua bản lề lên cô bác, nhưng mà do là cánh cửa là nó không có ăn khớp với nhau ấy, nó bị lạch với nhau. Không nghe. Có bác bù thả tốt tốt à chị? Bù thả tốt tốt à? Bù thả này ạ. Có bác tốt bạc chú lên rồi. Cái chú bù tăng á. Hả? Cái chú bù tăng á. Sao tôi bù tăng và bỏng như nó? Nó? Sử bù tăng này? Cái gì lít bài lề. Ồ. Cháu được hỏi là em hỏi ông là em Sử đi đâu rồi, nhưng mà ông cũng bảo không biết là Sử đi đâu, chắc là đi lấy cỏ hay là đi lấy củi ở đâu đấy các bác. Thử đóng lại xem chút. Ồ, cửa này nó bị không có dính vào nhau. À, sớm nó giảm tố. À, chỗ này thì to hơn này. Chỗ này to hơn thì ra là nó không có vào được. Ở đây thì bao cháu lại tiếp tục là sắt gạo này các bác. Ở đây là đấy ông vừa mới sát đúng không? Bao này chắc độ tầm được 5-60 cân đấy, đủ bao cháu là ăn một tháng. Đấy, bây giờ thì cháu được xé dừng ghi hình lại một chút cô bác để mà lắp cái cửa thôi cô bác ạ. Đấy, cửa này thì tháo ra cũng được cô bác ạ. Đấy, ôi được rồi, đấy. Thế là vừa đúng không? Chỉnh cho nó bằng bằng một chút thì mình mới lắp được. À đây, chỗ này bằng này. Đấy, chỗ này bằng này một tí làm ở trên này thì cũng được. Đấy, đây là dê à, tư à? Đấy. Bảo ông là đẩy đẩy ra một chút để thay lỗ khó trong năm cho sắt tới lỗ này lỗ sai này lỗ cứ coi hi cô nã lỗ sang tới na lỗ na bảo đấy, bảo ông là chỗ này đẩy đẩy ra một chút đấy. Ở trên à đây đây khắc lại đây khắc lại không trăng cây lỗ này trăng cây lỗ này. Nào Hải ở bên kia có một cái nữa, lấy cái đấy ướp ướp lên nào. Đấy có cái vòng ấy, cái vòng này, cái vòng này đấy.
Đấy, từ từ nha, bây giờ là phải mình là lựa chọn á. Đấy, bây giờ thì sẽ để chìa khóa trên chỗ nó bằng và chỗ nó cao nhất được các bác này. Đấy, bây giờ thì Hải là lấy đinh, lấy búa em nhá, đóng đóng vào đây cho anh nhá. Đóng vào đây nhá. Bảo ông là ở bên trong để đẩy vào, xong rồi lấy cái kim để đập vào. Đây, đây kim ở trong ba lô anh. Đây. Đấy đi. Thấy kim chưa? Thấy rồi. Thấy rồi à? Đấy bảo ông là ở trong dưới coi cửa. Coi nhau coi. Tôi thấy được hóa trùng ra đây này. Ra. Có. To nha. Vào đây nhá. Ông bảo ông ở trong đẩy vào nhá. Lấy cái đinh ra. Lấy cái đinh. Sao mặc túi mà gì? Đấy. Bảo ông là trong đẩy vào để mà đóng được cái đinh được à? Rồi lấy đinh cho anh. Không, tao tiếp tháng rồi gì hả? Ủa này, cáo này này bắt đầu nè. Ờ, hốc tháng này rồi nhỉ. Nó sâu thú màu là tỏ phải à? Ui, sao rồi, Hải lấy cho anh cái đinh mới. Đưa mấy dẻ sửa. Sao mỏi tay, sao túm vào dẻ. Đấy sao ở đằng của mình. Nào, lấy cho anh thêm một đinh nữa. Nhập cho anh kìm. Xong rồi gì ạ? Xong rồi. Cho anh đấy, thêm một đinh nữa để anh đóng lên đây. Chết. Nào, phải cho anh thêm một đinh nữa. Đi. Hả? Đi đâu ấy? Ai vừa gọi ấy hả? Con của chú. Đoạn đi đâu à? Thím không phải là cô, thím mà. Em là gọi bằng thím đúng không? Nào, cái kia nữa, không thấy rồi, cái kia rồi. Sau sau đi lấy máy xe. Lim lên. Bật túi này. Sao mà đẩy bố xe? Hả? Giờ đi nó hoặc là tạo. Giờ không áo. Đây là. Đấy. Giờ thì lấy cho anh đi. Bạn nói với tao phương vào túi lim nào gì à? Vào túi lim nào? Đấy, cho anh cái đinh. Đấy, đè ra. Tao. Đè.
tinh một chút rồi. Hôm nay cả tối nè. Đấy. Nhớ nhớ liềm tí, vừa rồi được rồi mà. Thôi cái thay sẵn nó tối anh chị vừa. Đấy, nhớ cánh cửa bên này dặn lên lên tí thì là được rồi. Chị rồi thay vừa. Xong đủ à. Tí không nè. Không, nhớ 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 cánh cửa lên, thay cái này bỏ ra. Thay là khó tùm lên nè. Thật tao rồi. Thật ở cánh cửa này thì cũng rất là lỏng lẻo rồi các bác. Trên này thì những cái chốt này này, cái chốt này, ôi, sao vậy gì ạ? Đấy, được rồi. Đấy, bây giờ Hải thử lấy chìa khóa rồi, đóng đóng á. Rồi, Hải thử lấy ổ khóa đâu. Đây, Hải lấy ổ khóa ra. Khóa lại xem nào. Đấy, hôm nọ thì có một trường hợp với các bác. Do là ba ông cháu không có ai ở nhà thì người mẹ là tự tiện vào nhà để mà lấy thóc ấy, cho nên là cháu được cũng đọc rất là nhiều những ý kiến của các bác là nên làm cho ba ông cháu một cái khóa. Đấy, như vậy. Ở đây thì có mấy chìa? Hai chìa đúng không? Thế là một chìa thì là để cho ông với lại Sử cầm ở nhà, còn một chìa thì em có thể là đi học ấy thì cầm theo. Đấy, vậy. Đấy, mở được chưa? Đó. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng chỉ biết là làm cách này thôi cô bác, chứ không cánh cửa nếu mà để mà sửa lại thì cô bác sửa không có được đâu, chỉ phải làm lại thì mới làm được. Vặn vặn nó lại. Đấy, thế này thì mới khóa được chứ. Rồi, thế bỏ chìa khóa ra xem nào. Hãy rút chìa khóa ra. Nào nào anh xem nào. Đâu vặn chặt hết đâu, đây này. Đây này. Đấy. Đây này. Đấy. Rút ra thôi. Đấy. Rút không được ra. Rút không được ra. Đây xem nào. Rút ra đi. Đấy, em Hải thì chưa có sử dụng khóa này bao giờ cô bác, thành ra là vẫn còn lơ ngớ. Rút thẳng là không được vặn lên này nữa. Đấy. Rút thẳng hướng. Đấy. Được chưa? Cắm lại xem nào, làm lại xem nào. Rút cắm vào. Hãy rút ra đi. Đấy, được chưa? Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng chỉ biết là làm cách này thôi bác. Và đầu trên này thì nó sẽ phẳng hơn, cho nên là cháu Lực sẽ lựa chọn là đóng cái bàn lề ở đây. Thế còn ở bên này thì nó như cái chỗ cao chỗ thấp của bác thì đóng bàn lề là không có được. Đấy, cánh cửa của ba ông cháu thì cũng hở khá rất là nhiều ấy. Đấy, bây giờ thì mở ra đi, mở ra xong là đi vào trong thôi. Nhầm rồi, quay đầu lại. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy, rút chốt ra. Đó, rồi. Đấy, bây giờ là được rồi nhá. Đấy, bây giờ thì đi ra, đi vào rồi lại chốt xong lại khóa cửa vào nhá. Khóa vào nhá. Còn đinh, còn đinh với lại đây, bây giờ thì lấy cái này để lại đầu ba lô cho anh đi. Đấy. Đấy, lấy kim để lại đầu ba lô. Cất lại ba lô vào. Ba lô kia đằng sau kia. Không không, để gắn ngoài, để khe bên kia. Đấy. Đấy. Đấy, chìa khóa thì cất đi nhá. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác.
Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Vậy để vào ngăn ngoài ấy. Cái cánh cửa này thì cũng khá là ọp ẹp rồi cô bác ạ, nó cũng không có được gọi là kiên cố nữa. Đây đây thì bây giờ thì làm như thế này thì khi mà bao cháu đi đâu thì sẽ đóng cửa, chốt và đóng cửa lại. Đấy, bây giờ thì Hải thì dạ ông với Sử nhá, đi đâu là khóa vào nhá. Không có để trường hợp là lại về mất thóc, lại bị mất thóc nhá. Rồi. Cái này cái vỏ thì để làm gì đây? Cho làm tí cho cháu ăn. Vỏ là cháu ăn á? Ừ. Anh tưởng là mang để lại để làm mà đun đun bếp tiếp, đun bếp. Cho là để một sọt thôi. Một sọt thôi à? Cái này thì rất là khô các bác, vỏ ngô ấy thì để vào cháu ăn thì đến mùa đông này thì gọi là đem toàn những cái đồ khô để mà cho cháu ăn thôi chứ không có thêm cái cỏ non nữa. Cỏ non thì khi mà cắt đấy, bây giờ thì cắt để mọc và rất là chậm đúng không? Vâng. Ông thì có vẻ như là món thuốc lào được các bác, không có thể mà cai và bỏ đi dược bỏ được rồi. Ôi bị mọt hết rồi Hải. Vâng. Cái này là bóc hết à? Vâng. Ông thì hôm nay là nguyên ở nhà là chỉ bóc ngô này thôi nhà ông ấy. Đây đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là con mọt là rất là nhiều của bác này. Đấy, ngô này thì cháu Lực cũng đã cùng là ba ông cháu là đi thu hoạch về rồi. Trước kia thì cháu Lực cũng đã cùng ba ông cháu là đi thu hoạch một lần. Và bây giờ thì làm cái phần chìa khóa xong. Phần ổ khóa của bác thì ba ông cháu thì đi đâu cũng sẽ khóa cửa vào và tránh trường hợp như là hôm nọ của bác. Hôm nọ thì cháu Lực bắt gặp là mẹ của các em là về đang để mà lấy thóc. Ở đây thì ông vẫn bảo là cho mượn rồi, ông bảo cho mượn rồi nhưng mà cháu Lực cũng gặp là cháu Lực cũng lấy lại luôn, tại vì là đang trong cái thời gian cháu Lực lên chia sẻ ba ông cháu khi mà cháu Lực nhìn thấy cái điều này thì cháu Lực rất là bức xúc. Đấy, năm nay thì có cái phần phân bón của bác Kim Hoàng là hỗ trợ bao cháu thì cũng gọi là được dư ra 7-8 bao là đủ bao cháu là không đủ ăn một năm nhưng mà cũng đủ bao cháu là ăn đến hơn nửa năm. Đấy, như có những năm thì bao cháu là chỉ có ăn được đến tháng 6 thôi là hết rồi, là nửa năm thôi. Hải thì đi học về thì đã ăn cơm chưa? Rồi ạ. Rồi à? Thế mày hôm nay đi bộ đi thì có mệt không? Không đâu ạ. Không đâu à? Nhưng mà đi học xa thế sao lại không mệt? Đi chậm thì không mệt đâu ạ. Đi chậm à? Này thì cũng đã đi quen rồi nhỉ? Vâng. Chỉ có là năm nay là được bác Tiên, bác ấy gửi tiền để mua xe thì em cũng gọi là có những lần thì là anh Sử đưa đi học đúng không? Vâng. Cái ngô này thì có phải tách hạt nó ra không hay là cho cả quả nó để mà nghiền luôn? Phải tách quả nó ra. Phải là tách hạt nó ra nữa à? Vâng. Ồ,
Thế là bây giờ là bóc vỏ xong là ba con cháu còn phải là tách hạt ra các bác. Ở đây thì không có cái máy để mà tách hạt đấy, cho nên là nếu mà mình tách ấy, thì cái đầu ngón tay này nó sẽ sưng cả mủ quả nước lên. Ở đây thì nhà cháu Lực cũng có, cho nên là cháu Lực cũng không có xa lạ vì cũng công việc gì cả. Ở đây thì có những quả là nó đã bị mọt rất là nhiều này các bác. Vấn đề phần lông này bóng mà lắp bạc tù đây à chứ em? À, phần lông bóng mà nó. Ừ, phần lông mà hộp phân. À, dạ, phân dạ, bóng kim nằm. Sao bố phát đẹp đi, phần này có phực hợp bóng mà lộ. À, ừ. Nga đây là phực nào đây bóng mà à đây. À. Vừa rồi thì cháu Lực cũng nói với ông rằng là cái phần cửa của bác trời mưa quá, thì là mưa quá các anh em thợ là không có vào lắp được. Thì ngày mai thì các anh em thợ sẽ đi vào và lắp. Là phim bóng đang hóa bạc chú lên ăn mấy đen cho nhiều mù bóng à. Lên bóng hóa hổ băn à. Bóng hổ băn lên chú đưa về rồi à. Cháu Lực cũng nói với ông là lý do tại sao mà cái phần cửa lại chậm chạp quá các bác. Cái ông thì khi mà nhìn thấy cánh cửa như vậy thì rất là ưng các bác. Cái cửa nhà ba ông cháu thì được làm hoàn toàn là bằng gỗ hết cả thôi, nên là nhìn thấy những cái bộ cửa và những cái bộ cửa sổ như vậy thì rất là ưng. Cái cầu thang này thì nãy là ông lên là lấy ngô à? Lên trên xem gác, lên trên gác xem nó có bác ở trong này thì ôi ôi, rất là tối của bác ạ, cho nên là cháu Lực phải là đặt đèn á thì mới đi được. Làm bên nữ bác để bố chứ? Làm bên nữ bác để bố? Cái mà. Úi dồi ôi. Đấy ngô này có bác này. Lên là xem là thốc của nhà bao của cháu hiện tại là còn mấy lư của bác. Tại vì là ở trên vùng cao thì hầu như là toàn là để bằng cái này là nhiều. Để cái này thì tránh trường hợp là con chuột ấy, con chuột nó sẽ vào đấy, nhưng mà một khi mà nếu mà con chuột nào mà nhảy vào trong cái này thì nó không có ra được, coi như là một mình nó là một vương quốc cái sọt thóc này đấy. Nhưng mà nếu mà khi mà bị bắt được thì coi như là cuộc đời chấm hết luôn đấy. Ở đây thì có cái lỗ nếp này các bác, nếp đấy. Ở bên kia thì cũng có 2-3 cái đấy, bức tranh thì là đang nằm ở bên kia. Đây, được sẽ ra bên này xem một chút cô bác. Rồi ở đây thì cũng có nếp này cô bác này, để vào trong cái thùng nhựa. Đây là cái này là chìa khóa của bà An Phạm là gửi cho ba ông cháu để mà khóa xe đấy. Xe thì để trên nhà mới thì chắc là vừa rồi là không khóa, để tối muộn lên thì mới khóa cô bác. Ở đây thì phải nói là cũng mọt rất là nhiều này các bác này, cháu Lực nhìn thấy đấy. Còn về cái này là cái mà để mà đun đồ sôi các bác. Đồ sôi. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là giấy khen của em Hải này các bác. Và đặc biệt là điều quan trọng nữa là cháu Lực nhìn thấy là kia có 2 quan tài các bác. Cái quan tài này là quan tài của ông ấy. Đấy, người vẫn còn gọi là khỏe mạnh, sống sờ đấy. Thì đã chuẩn bị cho mình là cái quan tài rồi. Đấy, một khi mà mình ở đây thì phải nói là phong tục mà người đồng bào ở trên vùng cao các bác, khi mà mình nhìn vào thì trông rất là ớn lạnh. Còn bức tranh ở đây, bức tranh ở đây các bác đấy, bức tranh hiện tại là sẽ nằm ở đây các bác. Bức tranh Xuân Thị Hiếu Tình của bà Vương Kim Thanh là bà ấy gửi cho ba ông cháu. Bên kia là cái đồng hồ của bác ạ. Cái đồng hồ hiện tại là cất lên trên cao. Đấy, ba ông cháu thì đang hăng say ở dưới kia là bóc vào cái vỏ này. Ôi, cầu thang này rất là nhỏ của bác. Ui. Bóc này phụ mua cái xay đá được dê nổ.
Thế Hải thì bây giờ lên nhà mới à? Đây cùng theo Hải là lên nhà mới một chút cô bác ạ. Còn bây giờ thì nó mà vào mùa đông các bác, cho nên là sờ nước này rất là buốt và rất là lạnh. Ở trên chỗ khu mà rừng già trên kia còn là có cả nó đóng luôn cả băng luôn các bác. Ở đây thì nó không thành dạng mà nó buổi sáng khi mà mình dậy ấy, nếu mà mình nhìn trên những cái vỏ lá thì ở trên nó có một cái lớp băng nhỏ 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 ấy. Nó không hẳn là đóng băng phủ hết trắng đâu. Thế bây giờ thì đi đâu là phải khóa cửa Hải nhá. Vâng. Để tránh mẹ là vào lại lấy thóc ấy. Vâng. Và tuyệt đối là bảo với ông là không cho mẹ mượn thóc nhá. Vâng. Vậy đây thì cháu cũng không biết là câu chuyện giữa người mẹ và ông là nói chuyện như thế nào mà người mẹ lại thuyết phục được bao cháu để mà mượn thóc, thuyết phục được ông ấy không á? Không biết là có cái điều bí ẩn gì nằm ở trong đấy không? Đấy, còn ở phần bên ngoài thì khi mà mưa vào thì không thể tránh khỏi được là những hạt mưa mà nó dính vào phần tường cả. Hai hôm nay thì mẹ có quay trở lại không? Mà... không đâu à? Đấy, cái vụ mà hôm nọ mà cháu Lực bắt gặp là người mẹ của bác ra lấy thóc ấy, cháu Lực giật lại thóc ấy, thì cô bác cũng đã chứng kiến rằng là trên khuôn mặt của người mẹ thì rất là kiểu như là không có sợ sệt gì cả. Đến một khi mà cháu Lực bảo là đưa cậu anh trưởng thôn thì là mới bỏ chạy luôn. Cái nguồn nước bên này thì hiện tại là còn ra có một chút thôi. Và đằng sau này thì cũng hầu như là cạn kiệt rồi. Thì cũng có cái ránh ở đây. Đấy. Có cái ránh ở đây cho nên là mưa nó không thể được vào ở phần móng nhà nữa. Ôi lấy chổi cái quét quét đất một tí sửa ạ. Hải ạ. Công an của ai đây? Của nhà trên à? Hải nhìn cửa này thì ở trên này có ai có không? Không ạ. Không có ai có à? Vâng. Nhìn như kiểu gỗ nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ thì trời lại mưa lên khá là nhiều các bác ạ. Chúng được ở trong nhà thì cũng đã nghe thấy tiếng mưa rất là nhiều. Đấy, cô bác có thể nhìn thấy là sương mù này bao phủ luôn. Bây giờ thì sương mù khá là dày đặc cho nên là không nhìn thấy tầm nhìn xa xa ở đâu cả. Đấy, đây thì cái chỗ mà chỗ em xử để xe này các bác này thì chúng được cũng đã làm ra là nó gần 1 mét cho nên là khi mà mình để xe hay là mình ở đây thì vẫn không có mưa đến vào trong nhà cả. Đây. Hải thì đang ở trong nhà cái quét một chút của bác. Hiện tại thì khá là tối. Trời mặc dù là bây giờ vẫn đang là 3 giờ chiều của bác nhé. 2 giờ rưỡi 3 giờ chiều thôi. Sương mù khá là nhiều. Đấy, hôm nay thì nếu mà không có mưa từ đêm qua đến giờ ấy thì là anh em đội thợ cũng sẽ vào mà lắp phần cửa cho cháu Lực cùng với lại gia đình của bao cháu rồi. Trông có vẻ vào trong nhà thơm nhỉ, hà nhờ. Thơm mà cái màu cửa này các bác, cửa này thì tất cả là làm hoàn toàn bằng 2 lớp kính các bác nhé. Ở đây thì hiện tại là cái phần cánh bên này thì chưa có bóc cái phần giấy dán ra cho nên là nó vẫn còn trắng trắng một chút. Ngày mai bóc vào thì nó sẽ hơi đục đục thôi. Nó sẽ hơi đục đục như kiểu là phần bên này các bác này nó không gọi là trắng hoàn toàn. Còn ở bên này là cái khung cửa sổ.
Tất cả mọi khung cửa ấy, thì các anh cũng đều là dán cái lớp cao su đường nào các bác nhé, để cũng như là nó không có bị hở ấy. Đấy, tất cả mọi cái khung cửa sổ thì đều có cái gioăng cao su vào hết, kiểu là rất là đẹp rồi. Vào nhìn cái màu sơn trông rất là đẹp. Còn cái phần bàn thái này các bác, hiện tại thì vẫn còn đang chưa có gì đâu. Ở đây thì cháu Lực sẽ lắp cửa xong mọi cái, cháu Lực sẽ đi vào và sắm cái phần nội thất cũng như là đồ đạc ở trong gia đình bao cháu, để tránh trường hợp là khi mà mình sắm vào đây thì sắm vào đây thì sẽ tránh là bị mất đấy các bác. Tại vì là cháu Lực không, mình cứ nghĩ rằng là bà con sẽ không có ai mà lấy những cái đồ này đâu, nhưng mà một khi mà người ta đã thấy gia đình mình có rất là nhiều đồ rồi thì con người ta là nổi lên cái lòng tham của bác. Hôm nay thì cái phim mình khá là dài rồi các bác ạ, chắc là cháu Lực cũng sẽ cùng em Hải dọn dẹp lại một chút thì có Lực sẽ đi về nhà thôi. Và xin cảm ơn các bác theo dõi cái video, cho cháu Lực nói thêm một lời nữa là mong tất cả các bác sẽ thông cảm và cho cháu Lực một lời xin lỗi các bác nhé. Cháu Lực xin lỗi tất cả các bác và khán giả trên kênh về cái phần cửa thì hơi chậm chạp một chút. Còn bây giờ thì anh em mình dọn một chút thôi, anh em mình sẵn sàng đi về với Hải nha. Vâng. Bây giờ thì mình Hải nói lời chào tạm biệt các bác đi. Vâng. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.